Tôi rất cảm ơn sự tư vấn tận tình của bác sĩ. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm Woman Sure, tôi thấy các hiện tượng lão hóa trên da mặt và da toàn thân tôi không còn nữa. Đặc biệt là da bây giờ là căng, mịn và các vết nám bây giờ đã mờ rất là đáng kể. Thậm chí da bây giờ rất là đều màu và trắng sáng hơn rất nhiều. Gia đình và bạn bè tôi ai cũng khen vì sự thay đổi này, cho nên tôi rất là vui và tự hào về điều đó. Các thành phần như glutathione, alpha lipoic acid cùng 7 loại chiết xuất thảo dược chống oxy hóa mạnh như cây kế sữa, rễ cam thảo, trà xanh, lựu đỏ, hạt nho đỏ vân vân, các vitamin A, C, E, B3 và các khoáng chất mang lại tác dụng giúp da trắng sáng, mịn màng và khỏe mạnh hơn, giúp chống lão hóa và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, tia tử ngoại, tia UV, ô nhiễm môi trường và các hóa chất độc hại, giúp giảm và ngăn ngừa các vấn đề của lão hóa da, xua tan nỗi lo về chất lượng và tính an toàn của sản phẩm lão hóa thông thường.